chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, năm ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tổ tiên báo mộng, gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Hoan hỷ chào đón quý anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Trong không khí những ngày cuối tháng 10 âm lịch, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc chân thành về sức khỏe, bình an và may mắn. Tháng 10 âm lịch, thời điểm chuyển giao giữa các mùa, là lúc chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của vũ trụ và hôm nay. Tôi muốn cùng quý vị đồng hành trên hành trình tìm hiểu vận trình của những người sinh năm Giáp Dần 1974, đặc biệt là trong năm ngày cuối tháng này, nơi có những dấu hiệu lớn, cơ hội đặc biệt để các bạn mở rộng tầm nhìn và đón nhận tài lộc dồi dào. Vận mệnh của mỗi người không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là sự kết hợp giữa những yếu tố tinh tú, ngũ hành và cả những gì mà chúng ta đã tích lũy qua từng bước chân trong cuộc đời. Đặc biệt, với những người tuổi Giáp Dần, cuộc sống luôn có những thay đổi lớn lao, có lúc trắc trở, nhưng cũng không thiếu những cơ hội để thay đổi số mệnh. Năm ngày cuối tháng này chính là thời điểm quan trọng nơi các yếu tố phong thủy, âm dương và vận khí hội tụ để mở ra cánh cửa tài lộc và sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, tử vi cho thấy tuổi Giáp Dần sẽ đón nhận những cơ hội tài chính lớn, đặc biệt là vào những ngày có sao cát tinh, tài lộc có thể đến một cách bất ngờ, mang đến những món quà mà vũ trụ đã chuẩn bị từ lâu. Điều này không phải là chuyện may mắn ngẫu nhiên, mà là sự kết quả của những nỗ lực kiên trì, sự quyết đoán trong công việc và khả năng nhìn nhận cơ hội từ những người tuổi Dần. Quý vị sẽ cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ của vận khí, sự nghiệp có thể thăng tiến mạnh mẽ, đồng thời tiền tài cũng sẽ theo đó mà đến. Nhưng cũng đừng quên rằng, trong vận trình tử vi, mọi thứ đều có hai mặt, những cơ hội tài chính luôn đi kèm với những thử thách và áp lực nhất định. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và sự am hiểu về phong thủy, quý vị có thể dễ dàng hóa giải và tận dụng tối đa những năng lượng tích cực. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị những chi tiết cần lưu ý trong năm ngày cuối tháng này để quý vị có thể đón nhận tài lộc một cách trọn vẹn nhất. Tử vi cho biết rằng, đây là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với những người tuổi Giáp Dần, đặc biệt là trong việc phát triển sự nghiệp và tài chính. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi của quý vị trong khoảng thời gian này đều có sự tác động mạnh mẽ đến tương lai. Đừng để những cơ hội quý giá tuột khỏi tay chỉ vì thiếu sự chuẩn bị. Hãy theo dõi chi tiết những diễn biến trong tuần tới để không bỏ lỡ những cơ hội vàng đang đến gần. Vậy trong năm ngày cuối tháng này, những dấu hiệu nào sẽ mở ra cơ hội cho tuổi Giáp Dần? Cùng tôi tìm hiểu chi tiết trong phần tiếp theo để hiểu rõ hơn về những thay đổi và vận khí sẽ đến với quý vị, để từ đó quý vị có thể chủ động đón nhận và vận dụng những bí quyết trong phong thủy và tử vi để tạo dựng cuộc sống vững vàng, tài lộc hanh thông. Kính chào quý anh chị tuổi Giáp Dần 1974, những người luôn mang trong mình sức mạnh và ý chí kiên cường, không ngại khó khăn và thử thách. Có lẽ trong suốt thời gian qua, quý vị đã trải qua không ít khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua, những nỗi lo âu về tài chính hay sự nghiệp vẫn luôn đeo bám, khiến lòng người không khỏi băn khoăn. Tuy nhiên, theo những chỉ dẫn từ tử vi, những ngày cuối tháng 10 âm lịch này chính là thời điểm mà vận khí của tuổi Giáp Dần sẽ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Đặc biệt, trong năm ngày này sẽ có 3 ngày đại lộc, là thời điểm vàng để quý vị đón nhận tài lộc và vận may lớn. Đây chính là khoảng khắc mà mọi nỗ lực kiên trì và sự cố gắng trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Thời gian này không chỉ là cơ hội để quý vị thăng tiến trong sự nghiệp, mà còn là dịp để tái tạo lại cuộc sống, tìm ra hướng đi mới và sáng tạo. Cơ hội tài chính lớn sẽ đến gần, mở ra những cánh cửa mà có thể trước đó bạn chưa hề nghĩ tới. Đây là lúc mà vận may sẽ đến với những ai biết nắm bắt, những ai không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào mà vũ trụ gửi đến. Trong tử vi, không phải ngẫu nhiên mà các sao cát tinh tụ hội vào những ngày này. Đây chính là lúc mà quý vị có thể tận dụng tối đa năng lượng tích cực từ vũ trụ để tạo dựng cơ hội tài chính lớn lao, mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, với mỗi cơ hội cũng đi kèm thử thách, và chỉ những ai đủ sáng suốt, kiên nhẫn và linh hoạt mới có thể tận dụng được những cơ hội này. Hãy cùng tôi theo dõi và khám phá những ngày đại lộc trong khoảng thời gian này để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà vũ trụ đã chuẩn bị sẵn cho quý vị. Cùng tìm hiểu chi tiết về các ngày đại lộc, những thời điểm quan trọng trong tử vi và cách quý vị có thể nắm bắt vận may này để đạt được những bước tiến vượt bậc trong công việc và cuộc sống. Về công việc và sự nghiệp,
Quý anh chị tuổi Giáp Dần 1974, trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vạn sự sẽ bắt đầu chuyển mình, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và sự nghiệp. Theo những chỉ dẫn từ tử vi, thời điểm này là lúc quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt sự chuyển biến tích cực trong vận trình sự nghiệp của mình. Với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, quý vị sẽ nhận thấy rõ sự công nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng trong thời gian qua sẽ bắt đầu cho thấy kết quả. Đây chính là lúc mà những đóng góp thầm lặng của quý vị sẽ được ghi nhận và đền đáp một cách xứng đáng. Có thể trong suốt thời gian qua, quý vị đã phải làm việc vất vả, đôi khi cảm thấy mình chưa được công nhận đúng mức. Nhưng đừng lo, tử vi cho thấy rằng những nỗ lực này sẽ không bị lãng phí, những cơ hội thăng tiến trong công việc sẽ bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, quý vị có thể sẽ nhận được những nhiệm vụ quan trọng hơn, những dự án lớn đòi hỏi sự lãnh đạo và sáng tạo. Đây là bước đệm tuyệt vời để quý vị vươn lên tầm cao mới, chạm tay vào những thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Với những người tuổi Giáp Dần đang kinh doanh, tử vi cho thấy rằng ngày cuối tháng này là thời điểm cực kỳ thuận lợi để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, các mối quan hệ xã giao. Đối tác kinh doanh sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Đây là lúc để quý vị kết nối và tạo dựng những quan hệ chắc chắn và bền vững. Nếu quý vị đang có những dự án kinh doanh rang dở, thì đây chính là thời điểm lý tưởng để hoàn thành và gặt hái thành quả. Những hợp đồng mới sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể, giúp công việc kinh doanh của quý vị đi vào quỹ đạo phát triển ổn định. Ngoài ra, với những ai đang đầu tư vào lĩnh vực tài chính hoặc bất động sản, tử vi cho thấy sẽ có những dấu hiệu vô cùng tích cực. Đây là giai đoạn mà các khoản đầu tư của quý vị bắt đầu mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững, đồng thời mở ra cơ hội thu về một nguồn thu nhập lâu dài và vững vàng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, để nắm bắt cơ hội tài chính trong khoảng thời gian này, quý vị cần phải có một cái nhìn sắc bén, tỉnh táo trong các quyết định. Hãy chắc chắn rằng mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị chu đáo. Mỗi cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp không chỉ là thành quả của may mắn, mà là kết quả của sự quyết tâm, khả năng làm việc chăm chỉ và sự sáng suốt trong những quyết định quan trọng. Đây chính là thời điểm mà vận may sẽ mỉm cười với những ai đủ mạnh mẽ để dám đối mặt và nắm bắt những cơ hội đang đến gần. Về phương diện sức khỏe của quý anh chị tuổi Giáp Dần 1974, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, bên cạnh việc đón nhận vận may về công việc và tài lộc, sức khỏe của quý vị cũng là một yếu tố không thể xem nhẹ. Theo những chỉ dẫn từ tử vi, khi thời tiết chuyển mùa, cơ thể chúng ta sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và hô hấp. Sự thay đổi thất thường của thời tiết có thể là một yếu tố tác động lớn đến cơ thể. Vì vậy, quý anh chị cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình để bảo vệ sức khỏe. Chế độ ăn uống trong giai đoạn này là một yếu tố vô cùng quan trọng. Anh chị nên tránh các món ăn dầu mỡ và thức ăn nhiều gia vị để giảm tải cho hệ tiêu hóa, đồng thời tăng cường các thực phẩm tốt cho cơ thể như rau xanh, trái cây tươi và nước ép để tăng cường sức đề kháng. Những món ăn thanh đạm và dễ tiêu hóa sẽ giúp cơ thể dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của khí hậu, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, quý anh chị cũng nên duy trì một chế độ sinh hoạt điều độ. Hãy tạo cho mình thói quen đi ngủ đúng giờ và đảm bảo ngủ đủ giấc, để cơ thể có thời gian hồi phục và tái tạo năng lượng. Một giấc ngủ sâu và đầy đủ sẽ giúp tinh thần minh mẫn, cơ thể tràn đầy năng lượng, để sẵn sàng đón nhận những cơ hội trong cuộc sống. Một trong những phương pháp hữu hiệu để duy trì sức khỏe trong những ngày này chính là tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng. Các bài tập yoga, thiền hay đi bộ sẽ không chỉ giúp quý anh chị nâng cao sức khỏe thể chất mà còn giúp tâm trí thư giãn, giảm căng thẳng. Những hoạt động này đặc biệt hữu ích trong việc cân bằng âm dương trong cơ thể, giúp tinh thần thoải mái để đón nhận những điều tốt lành đang đến. Đặc biệt trong những ngày đại lộc sắp tới, tâm lý lạc quan và vui vẻ chính là yếu tố quan trọng giúp quý vị không chỉ đón nhận tài lộc mà còn duy trì một sức khỏe bền vững. Khi tâm trạng của quý vị ở trạng thái tích cực, cơ thể sẽ tự động sản sinh những năng lượng tốt đẹp, giúp hấp thụ tài lộc một cách trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất, và khi cơ thể khỏe mạnh, quý vị sẽ có đủ năng lượng để tận dụng mọi cơ hội, chinh phục mọi thử thách. Với những lưu ý trên, hy vọng quý anh chị sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn trong giai đoạn này, giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và sẵn sàng đón nhận mọi vận may mà vũ trụ đã chuẩn bị sẵn.
về phương diện gia đạo và tình cảm. Kính thưa quý anh chị, tuổi Giáp Dần 1974, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, bên cạnh sự khởi sắc về công việc và tài lộc, gia đạo của quý vị cũng được tử vi dự báo sẽ bước vào một giai đoạn ấm áp, hòa thuận. Đây là thời điểm đặc biệt để quý anh chị chăm sóc và củng cố mối quan hệ gia đình, mang lại không khí hạnh phúc và yên bình trong tổ ấm. Những ai đang gặp phải những khúc mắc hay bất đồng nhỏ trong gia đình, đây chính là thời điểm vàng để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành, một buổi gặp mặt ấm cúng, cùng nhau ngồi lại để chia sẻ cảm xúc, quý anh chị sẽ cảm nhận được sự thấu hiểu và gần gũi hơn giữa các thành viên trong gia đình. Tử vi cho thấy, nếu quý vị có thể mở lòng và tha thứ, những mâu thuẫn sẽ dễ dàng được hóa giải, thay vào đó là những nụ cười và niềm vui. Không chỉ có vậy, gia đình quý anh chị trong thời gian này có thể sẽ đón nhận những tin vui từ con cái hoặc người thân, có thể là thành công trong học tập, thăng tiến trong công việc, hay một dự án quan trọng được hoàn thành một cách xuất sắc. Những thành tựu này sẽ như là một làn gió mới, làm bừng lên không khí vui vẻ, phấn khởi và đoàn kết trong gia đình. Cả nhà sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng tận hưởng những khoảnh khắc đầm ấm bên nhau. Đây chính là lúc mà gia đình trở thành điểm tựa vững chắc, nơi mọi thành viên luôn cảm nhận được sự chia sẻ và yêu thương vô bờ. Đặc biệt trong những ngày đại lộc, hãy tận dụng cơ hội để tổ chức các buổi tụ họp, cùng nhau tham gia những hoạt động gia đình. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp tăng cường tình cảm, mà còn là cách để quý anh chị thêm hiểu và yêu thương nhau hơn. Hãy nhớ rằng gia đình là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong cuộc sống. Một tổ ấm hạnh phúc sẽ là động lực mạnh mẽ để quý anh chị vững vàng bước đi trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Với những tín hiệu tốt lành từ tử vi, gia đạo của người tuổi Giáp Dần trong tháng 10 âm lịch này sẽ tiếp tục đón nhận hạnh phúc và sự bình an. Đây là thời gian quý báu để gia đình gắn kết hơn bao giờ hết. Và quý anh chị hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu, vì mối quan hệ gia đình chính là tài sản vô giá mà chúng ta luôn cần trân trọng. Ngày đại lộc, cơ hội phát tài phát lộc. Kính thưa quý anh chị, tuổi Giáp Dần 1974, trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tử vi dự báo sẽ có 3 ngày đại lộc đặc biệt dành cho quý anh chị. Mỗi ngày đều mang đến những cơ hội vàng để phát tài và phát lộc. Đây là thời điểm mà vận khí tài lộc của quý anh chị đạt đỉnh cao, giúp công việc làm ăn và tài chính của quý vị thăng hoa mạnh mẽ. Hãy cùng khám phá chi tiết từ ngày đại lộc này để có thể tận dụng tối đa cơ hội mà vận mệnh dành tặng cho quý anh chị. Ngày 26 tháng 10 âm lịch, đại lộc đầu tiên, khởi đầu thịnh vượng. Ngày 26 tháng 10 âm lịch không chỉ đơn thuần là một ngày trong tháng, mà là một cột mốc đặc biệt đánh dấu sự khởi đầu đầy hứa hẹn và may mắn đối với những người tuổi Giáp Dần. Đây là ngày đại lộc đầu tiên trong chuỗi 3 ngày may mắn này, và cũng là thời điểm vận khí tài lộc bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ, mang lại cơ hội phát tài cho những ai đang nỗ lực trong công việc và đầu tư. Trong ngày này, nếu quý anh chị đang có những kế hoạch quan trọng liên quan đến việc mở rộng đầu tư, kinh doanh hay chuẩn bị ký kết hợp đồng, thì chắc chắn đây là lúc mặt trời tài lộc chiếu rọi, các giao dịch sẽ không chỉ diễn ra thuận lợi mà còn mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Quý anh chị sẽ cảm nhận rõ rệt sự chuyển biến trong tài chính của mình, với những khoản thu mới đến bất ngờ, giúp tăng trưởng tài chính một cách ổn định và bền vững. Đây cũng là thời điểm mà quý anh chị sẽ nhận thấy lợi ích lớn lao từ những quyết định đầu tư trong quá khứ, giúp tạo ra dòng tiền ổn định cho tương lai. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự thăng hoa trong các mối quan hệ. Hôm nay, quý anh chị sẽ nhận thấy rằng những mối quan hệ công việc với đối tác và khách hàng có sự phát triển mạnh mẽ, trở nên hài hòa và gắn kết hơn. Mối quan hệ hợp tác không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài, giúp quý anh chị phát triển ổn định trong tương lai. Đây là thời điểm lý tưởng để quý anh chị làm mới các mối quan hệ này, từ đó mở ra những cơ hội kinh doanh mới và hợp tác chiến lược hiệu quả hơn. Đặc biệt với những ai đang có những kế hoạch lớn lao, đây chính là cơ hội tuyệt vời để quyết định hành động. Tử vi cho thấy, ngày hôm nay có thể sẽ là một trong những ngày quyết định trong sự nghiệp của quý anh chị, khi mà vận khí đang hoàn toàn ủng hộ. Đây là thời điểm để mạnh dạn đưa ra quyết định lớn, bởi vận khí tài lộc đang đứng về phía quý anh chị, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ và đạt được kết quả đáng mong đợi. Nếu quý anh chị đang loay hoay với những sự lựa chọn hoặc đắn đo trong việc đầu tư vào dự án nào đó, thì ngày 26 này chính là thời điểm để tự tin bước đi, bởi cơ hội sẽ không chờ đợi. Đừng ngần ngại nắm bắt thời điểm này để biến cơ hội thành thành công,
Đây chính là thời điểm vàng để quý anh chị có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, khởi đầu thịnh vượng cho những dự án tương lai. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, đại lộc mạnh mẽ, lợi nhuận dồi dào. Cơ hội mới ngày 28 tháng 10 âm lịch là một trong những ngày đại lộc mạnh mẽ nhất trong tháng, một ngày mà vận khí tài lộc đạt đến đỉnh cao, mang lại những cơ hội tài chính vượt trội cho tuổi Giáp Dần. Đây là thời điểm mà quý anh chị có thể thấy rõ những lợi ích đáng kể từ những dự án và công việc kinh doanh mà mình đã bắt tay thực hiện trong thời gian qua. Nếu quý anh chị đã đầu tư vào những lĩnh vực nhất định hoặc đang triển khai các dự án, hôm nay sẽ là ngày mà lợi nhuận gia tăng một cách bất ngờ, vượt qua những dự tính ban đầu và tạo ra nguồn thu nhập dồi dào. Những khoản đầu tư từ trước giờ bắt đầu cho thấy kết quả rõ rệt, dù đó là những dự án dài hạn hay các giao dịch ngắn hạn. Vận khí tài chính trong ngày này sẽ giúp quý anh chị nhận được sự đền đáp xứng đáng. Đây là lúc thuận lợi để củng cố nền tảng tài chính vững chắc của mình. Khi mà các nguồn thu nhập ổn định bắt đầu chảy về, khiến quý anh chị cảm nhận được sự ổn định và an tâm trong tài chính. Mọi nỗ lực trước đó giờ đây được đền đáp một cách xứng đáng. Và đây cũng là thời điểm giúp quý anh chị nhìn nhận lại những gì đã đạt được và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Đặc biệt, nếu quý anh chị đang lưỡng lự trong việc khởi động dự án mới hoặc đang có ý định thử sức với lĩnh vực chưa từng làm, thì ngày 28 tháng 10 là thời điểm lý tưởng để hành động. Mọi quyết định đưa ra trong ngày này đều có khả năng tạo ra lợi ích lâu dài, không chỉ mang lại thành công ngắn hạn mà còn giúp quý anh chị xây dựng tương lai tài chính vững mạnh. Tử vi cho thấy, với sự đồng hành của vận khí tốt, quý anh chị có thể tự tin bước vào những dự án mới, dám thử thách bản thân trong những lĩnh vực chưa từng thử qua và chắc chắn sẽ nhận được những kết quả rực rỡ. Ngày này cũng là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng mối quan hệ và gặp gỡ những đối tác tiềm năng, người có thể giúp quý anh chị mở rộng cơ hội kinh doanh và mang lại lợi nhuận lâu dài. Tử vi khuyên rằng, hãy tận dụng ngày hôm nay để mở rộng tầm nhìn và mạnh dạn đầu tư vào những cơ hội mới, dù là dự án đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản hay mở rộng mối quan hệ đối tác. Vận khí trong ngày này sẽ giúp quý anh chị nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân và từ chính những mối quan hệ đã có. Chính vì vậy, hãy mạnh dạn đưa ra quyết định, nắm bắt cơ hội này và chắc chắn rằng quý anh chị sẽ có thể thành công rực rỡ trong việc xây dựng sự nghiệp và củng cố tài chính cho tương lai. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, vận khí đạt đỉnh, cơ hội và thành công vượt mong đợi. Ngày 29 tháng 10 âm lịch là đỉnh cao của chuỗi 3 ngày đại lộc, nơi vận khí tài lộc của quý anh chị đạt mức cao nhất, tạo ra những cơ hội bất ngờ và thành công vượt ngoài mong đợi. Đây không chỉ là một ngày đơn thuần, mà là một cột mốc quan trọng trong chặng đường tài chính và sự nghiệp của quý anh chị, mở ra những tiềm năng mới mà trước đây có thể chưa từng tưởng tượng đến. Đối với những ai có những kế hoạch giao dịch tài chính quan trọng hay đang có ý định thực hiện những bước đi lớn trong sự nghiệp, ngày 29 này chính là thời điểm vàng để triển khai. Vận khí ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý anh chị một luồng sinh khí mới giúp mọi công việc trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết. Mọi quyết định dù lớn hay nhỏ đều sẽ mang lại lợi nhuận cao và kết quả đáng mong đợi, vượt xa những gì quý anh chị đã dự tính. Những giao dịch tài chính, đặc biệt là những kế hoạch đầu tư hoặc ký kết hợp đồng quan trọng, sẽ không chỉ đạt được mục tiêu mà còn mở ra cơ hội tài chính mới, giúp quý anh chị củng cố vị thế và tài chính ổn định trong tương lai. Không chỉ vậy, trong ngày 29 tháng 10 âm lịch, quý anh chị còn có thể gặp được quý nhân, những người sẽ đóng vai trò như người dẫn đường, giúp mở ra cánh cửa cơ hội mới. Những người này có thể là những đối tác kinh doanh tiềm năng, những chuyên gia trong ngành hoặc thậm chí là những người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên quý giá và hỗ trợ quý anh chị trên con đường sự nghiệp và tài chính. Chính nhờ sự hiện diện của những quý nhân này mà mọi dự án, công việc hay kế hoạch sẽ trở nên hợp lý và thành công hơn, giúp quý anh chị đạt được mục tiêu tài chính và công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngày hôm nay cũng sẽ giúp quý anh chị nhìn nhận lại những nỗ lực và đầu tư trước đó, đồng thời củng cố niềm tin vào con đường mình đã chọn. Vận khí trong ngày này sẽ mang lại những dấu hiệu rõ rệt về sự thịnh vượng và phát triển bền vững, mở ra tương lai tươi sáng và hứa hẹn thành công lâu dài. Đặc biệt, đây chính là thời điểm thích hợp để xây dựng nền tảng vững chắc cho các bước đi tiếp theo trong sự nghiệp và tài chính, tạo ra cơ hội cho quý anh chị phát triển bền vững trong tương lai. Tóm lại, ngày 29 tháng 10 âm lịch không chỉ mang đến những cơ hội tài chính, mà còn là ngày quý anh chị có thể tạo dựng tương lai thịnh vượng. Với những quyết định chính xác và sáng suốt,
Hãy nắm bắt cơ hội này và chắc chắn rằng những thành công rực rỡ sẽ đến với quý anh chị trong cả công việc lẫn tài chính. Thưa quý vị, trên đường đời, có lúc sóng yên bể lặng nhưng cũng có lúc phong ba bão táp, có lúc đường thênh thang sáng lạn, nhưng cũng khó tránh khỏi có những lúc phải bước trên cầu độc mộc hiểm nguy. Tuy nhiên, muốn trở thành người đại khí khó khăn thế nào cũng chỉ là sự tôi luyện. Muốn trở thành một người có cốt khí, có đại khí, thì trước tiên phải tu luyện thành thục 5 loại khí. 1. Người nhìn xa trông rộng, hiển nhiên có đại khí, làm người chỉ số thông minh thấp cũng không sao, chỉ số cảm xúc thấp cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng là người thì khí phách phải lớn. Nói thẳng ra, bạn có thể không thông minh, có thể không biết giao tiếp, nhưng nhất định phải có đại khí. Nếu như chỉ có một chút chướng ngại đã khiến bạn lùi bước, một vài câu nói xấu đã khiến bạn phải bận tâm, nếu đang yên đang lành lại đi ghét bỏ hay thù hận người khác, vậy thì khí chất quá nhỏ nhen. Làm người càng có đại khí thì càng có nhiều thành công. Lâm Tắc từ đời nhà Thanh có một câu đối: biển gì có thể dung nạp 100.000 con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi 1.000 trượng sừng sững gì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Đại khí không phải sinh ra là có sẵn, mà trải qua sự tu luyện mới được bồi dưỡng dần dần. Đó chính là hạo nhiên chính khí mạnh mẽ và đầy nội lực. Đại khí sẽ khiến cho từng cử chỉ của một người toát ra sự thanh nhã như hương lan lẫn quất, sự chính trực kiên định như cây tre, sự kiên cường như hoa mai nở giữa trời đông giá rét. Phù Mộng Long trong Tăng Quảng Chi Nan Bổ Giết có thể độ lược bao dung với kẻ tiểu nhân thì chính là bậc quân tử. Đại khí sẽ khiến cho một người có được sự điềm đạm vững vàng, khéo léo, tự nhiên khi làm người hay trong việc đối nhân xử thế. Người đại khí không phải là không có thất tình lục dục, mà họ nhìn thấu chuyện đời, hiểu đối nhân xử thế, biết tiến biết lùi, thấu hiểu lòng người, biết giúp mình giúp người để tích phúc, cho dù gặp nỗi buồn vô hạn cũng vẫn nở một nụ cười, không làm cản trở hay ảnh hưởng đến khí trong lòng. Nội tâm lúc nào cũng giữ một không khí tươi mới để chúng nuôi dưỡng và tưới mát cho tâm hồn. 2. Xử sự khiêm tốn, không tranh giành mà giữ hòa khí. Hồng Ứng Minh đời Minh từng nói: người biết giữ hòa khí thì 100 cái phúc tự đến. Xử lý công việc hải hòa, làm người thì luôn giữ hòa khí, không nên tốn thời gian cho việc tranh luận không đâu. Bớt chút nóng giận sẽ được lòng mọi người và các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tự nhiên mọi chuyện sẽ thuận lợi, dễ dàng thành công. Mạnh Tử nói: thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Hòa khí chính là một tấm lòng bao dung, một tinh thần hợp tác, một nhận thức về tính đồng đội, một bầu không khí hài hòa. Hòa khí là một hình thái bên ngoài, nhưng cũng là một sự tu dưỡng từ bên trong. Người có hòa khí mới có thể giao tiếp với mọi người, mới có thể cùng hợp tác cộng sự, mới có thể có thành công trong sự nghiệp. Người hòa khí mới có đức dày để nâng đỡ vạn vật, chỉ cần đức hạnh tốt làm việc gì cũng thành. Người có hòa khí biết lấy tấm lòng độ lượng bao dung người khác, công lao vinh danh thì nhường cho người khác, lỗi lầm thì nhận về mình, biết co biết duỗi, có tấm lòng biết tha thứ cho kẻ thất bại, biết chú trọng đến con đường của kẻ thành công, làm việc gì cũng thấu tình đạt lý, đối đãi với người phải khoan dung thỏa đáng. Người hòa khí nhiệt tình chứ không hời hợt, trung thành chứ không giả tạo, ban ân cho người khác là chân thành tự đáy lòng, không giữ ở trong lòng nhưng cũng không khoe khoang với người ngoài, không lợi dụng người khác để đánh bóng tên tuổi, luôn tin rằng quân tử lòng luôn bình thản, tiểu nhân buồn bực không nguôi, quang minh lỗi lạc, chất phác làm người. 3. Gặp khó khăn ra sức gánh vác, chịu nhục chịu khổ nuôi chí khí. Người không có trí hướng thì sẽ không thành công, có chí thì dạng sự ác thành. Khổng Tử nói: ba quân có thể mất đi chủ soái, nhưng nam nhi không thể mất đi chí hướng. Có một mục tiêu nhất định, thứ theo đuổi mục tiêu đó chính là trí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giữa đường không ngừng nghỉ chính là khí. Hai thứ hợp lại chính là trí khí. Người trí khí không mạnh thì chưa đạt đến đỉnh cao trí tuệ. Mọi thành công trong sự nghiệp đều được quyết định bởi điều này. Khi một người gặp khó khăn hoặc phải đối mặt với sự sỉ nhục mà trí hướng vẫn không đổi, một mực kiên trì, thì có thể thấy được chí khí của người đó. Người có thể chịu khổ để hoàn thành trọng trách thì sau cùng sẽ đạt được thành tựu to lớn. Tác giả Tư Mã Thiên đã nhẫn nhịn đến cực điểm, chịu khổ chịu để gây dựng nên sự nghiệp, lưu lại cho đời sau bộ sử ký nổi danh trong lịch sử. Chữ nhẫn đã được ông đẩy lên đỉnh cao. Sự thống khổ nhục nhã, sự khó khăn khi phải nhẫn nhịn, ý chí để nếm trải sự sỉ nhục, tạo nền tảng để bộ sử ký vĩ đại ra đời. 4. Với bản thân thì phải giữ nguyên tắc, kiên trì giữ niềm tin. Niềm tin quyết định sự quyết đoán và phong cách làm việc của một người. Khi có đủ niềm tin,
xử lý mọi việc như sấm rền gió cuốn, dứt khoát nhanh gọn, làm người dám đương đầu đứng đi lên phía trước. Anh hùng xuất chúng, niềm tin không đủ thì lúc nào cũng hoang mang sợ hãi, do dự không dám quyết, khiến người khác không tin tưởng, không yên tâm, từ đó dẫn đến sai sót do không nghiêm khắc, hủy hoại thanh danh. Vì vậy, làm người phải tự tin, làm việc thì càng phải tự tin. Sự tự tin của một người bắt nguồn từ sự kỷ luật nghiêm khắc với bản thân mình. Bởi vì người mà đến bản thân mình cũng không quản nổi thì làm sao quản được người khác. Lão Tử nói, tự thắng giả cường. Người tự thống soái được bản thân chính là kẻ mạnh nhất. Tự tin không có nghĩa là tự đại kiêu ngạo một cách mù quáng, mà đó là một chính khí đường đường, chính chính. Mạnh Tử viết, giàu có không bị cám dỗ, nghèo túng không dễ thay đổi. Trước cường quyền, bạo lực, không khiếp nhược, hèn nhát, đó mới chính là bậc trượng phu, một người trước sau như một quang minh. Lỗi lạc, có một khí khái uy nghiêm khiến người người kính trọng, thì sự tự tin lúc nào cũng tràn đầy. Niềm tin không phải là dũng khí của những kẻ vô tri không biết sợ hãi, mà là lòng tin của những người đã có tính toán kỹ càng. Một người có sự tu dưỡng lý luận thâm sâu, có hiểu biết nội hàm phong phú, có năng lực suy luận thành thục, thì sẽ có dũng khí bắt nguồn từ học vấn thực, bản lĩnh thực, là kết quả của chăm chỉ học hành, cần cù rèn luyện, tôi luyện kiên trì, tăng cường hiểu biết chuyên môn thành thạo. 5. Lúc dành đọc sách cả người toát ra phong thái học giả. Khi gọi là phong thái học giả, là một kiểu phong độ và khí chất tao nhã, là biểu hiện bên ngoài của một tố chất tốt đẹp. Phong thái học giả chính là khí trong lành toát ra từ hương thơm của những cuốn sách. Nó có thể thuần hóa tư tưởng cho đến thuần hóa hành động. Người có phong thái học giả trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa. Phòng đọc sách chính là nơi quan trọng để nuôi dưỡng phong thái học giả. Trong phòng đọc sách, sách là đồng hành, sách là bạn bè. Lặng ngụp trong biển sách, cùng đàm đạo với những người hiểu biết, học hỏi những tri thức phong phú. Vì thế muốn nuôi dưỡng phong thái học giả thì nên đến phòng đọc sách. Cổ nhân nói, công phu là ở bên ngoài. Để bồi dưỡng phong thái học giả không nên gói gọn trong phòng sách, mà phải đi ra ngoài, làm bạn đồng hành với người có trí tuệ, sống hòa mình vào thiên nhiên, thực tiễn phong phú của cuộc sống xã hội. Chính là một quyển sách lớn, để nuôi dưỡng phong thái học giả, nên ra ngoài phòng sách, cúi mình đón nhận địa khí, khiến phong thái học giả đong đầy nồng đậm thanh khí của đất trời. Tăng Quốc Viên nói, khí chất của một người là do bẩm sinh, rất khó để thay đổi, chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi khí chất người đó. Để một người từ đầu đến cuối giữ được tố chất tốt đẹp của mình, thì nhất định phải bồi dưỡng phong thái học giả từ đầu đến cuối, khiến cho phong thái đó luôn ngập tràn trong tim và lan tỏa ra khắp không gian, day dứt không ngừng. Phong thái học giả còn có đặc điểm tích lũy sâu dày, sau đó mới từ từ bộc phát, mà chỉ có bồi dưỡng thì mới tích lũy được nhiều. Bồi dưỡng phong thái học thức không phải chỉ ngày 1, ngày 2, mà là cả đời. Nhìn chung, trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, những người tuổi Giáp Dần 1974 sẽ đón nhận một giai đoạn đầy vận may và cơ hội vàng. 3 ngày đại lộc đặc biệt 26, 26 và 29 âm lịch chính là những dấu mốc quan trọng giúp quý anh chị mở ra những cánh cửa tài lộc mới, mang đến không chỉ tài chính dồi dào mà còn là thành công vượt bậc trong công việc và cuộc sống. Đây chính là thời điểm mà vận khí tài lộc đạt đến đỉnh cao, những cơ hội đầu tư giao dịch sẽ dễ dàng mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng. Quý anh chị sẽ thấy mình không chỉ gia tăng tài chính mà còn có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội thành công vượt ngoài mong đợi, giúp quý anh chị không chỉ cải thiện cuộc sống mà còn nâng cao vị thế của mình trong công việc. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, quý anh chị cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một tâm thế lạc quan, sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội khi chúng đến. Cơ hội chỉ đến một lần, vì vậy đừng ngần ngại mạnh dạn hành động, đưa ra quyết định đúng đắn để biến chúng thành thành công. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành và lắng nghe. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Kính chúc quý anh chị tuổi Giáp Dần luôn bình an, may mắn và đạt được thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.